Tiếp nối bản tin là những thông tin thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 năm 2022. Theo đánh giá, thì xăng dầu, lương thực, hàng hóa thiết yếu tăng giá là nguyên nhân chủ yếu khiến CPI tháng 5 cũng gia tăng. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 năm 2022 tăng 0,38% so với tháng trước, tăng 2,48% so với tháng 12 năm 2021 và tăng 2,86% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan thống kê nhận định giá xăng dầu trong nước tăng theo giá thế giới, giá lương thực, thực phẩm, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên vật liệu đầu vào là những nguyên nhân chủ yếu làm CPI tháng 5 năm 2022 tăng. Với mức tăng này, CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2022 tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong xu hướng giá cả hàng hóa đang tăng, nhiều khả năng lạm phát năm nay không ở mức thấp như năm ngoái với 1,84%, mà sẽ xoay quanh ở ngưỡng mục tiêu 4%. Nhìn nhận với đà tăng giá dầu thô và xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới như trên, nhiều chuyên gia nhận định giá xăng RON 95 bán lẻ trong nước tại kỳ điều hành dự kiến vào ngày 1 tháng 6 tới sẽ vượt mốc 31.000 đồng một lít nếu cơ quan điều hành không xả mạnh quỹ bình ổn giá. Ngày 30 tháng 5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Công ty Cổ phần MNC và các đơn vị liên quan. Cụ thể, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng đối với các bị can: Trần Phương Bình, sinh năm 1959, nguyên Tổng Giám đốc của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á; Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á; Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MNC. Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản. Trước đó, ngày 14 tháng 1 năm 2022, ông Trần Phương Bình đã bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bản án tù chung thân về các tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Còn theo Ngân hàng Nhà nước, trong các năm qua, cùng với sự phát triển nhanh của công nghệ in, sao chụp, xử lý hình ảnh và Internet, việc làm tiền giả dễ dàng thực hiện hơn, kỹ thuật làm giả cũng ngày càng tinh vi hơn. Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến của người dân đối với dự thảo nghị định quy định về phòng chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam. Theo đó, thì tiền giả chủ yếu sản xuất ở nước ngoài và được vận chuyển đưa vào trong nước tiêu thụ. Và những năm gần đây thì đã xuất hiện loại tội phạm làm tiền giả ở một số địa bàn như là Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh hay là Nam Định. Cũng trong những năm qua, lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã phát hiện và triệt phá hàng nghìn vụ liên quan đến tiền giả, thu giữ nhiều tăng vật có liên quan. Lượng tiền giả thu giữ qua cơ quan chức năng và hệ thống ngân hàng đã lên đến hàng chục tỷ đồng tiền giả. Trước đây thì tiền giả chủ yếu được in ở nước ngoài trên chất liệu là ni lông. Và những năm gần đây thì đã xuất hiện tiền giả được in trong nước và chủ yếu là trên giấy. Nhìn chung là các loại tiền giả polymer có kỹ thuật làm giả đơn giản, dễ kiểm tra nhận biết bằng tay cũng như mắt thường. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình hoạt động của các loại tội phạm tiền giả trong thời gian tới vẫn còn tiềm ẩn và diễn biến hết sức phức tạp. Tổ công tác số 6 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm tổ trưởng vừa họp với 5 địa phương thuộc tổ. Trong đó, qua báo cáo thì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại một số địa phương hiện đang dưới 20% tổng số vốn được phân bổ. Bình Phước, một trong 5 địa phương thuộc tổ công tác số 6 mới chỉ giải ngân 20% vốn kế hoạch 2022 được phân bổ. Theo địa phương này, ngoài giải phóng mặt bằng chậm, thực hiện phê duyệt bản vẽ mất thời gian, còn do các yếu tố khách quan như tăng giá vật liệu xây dựng, mùa mưa đến sớm ảnh hưởng tiến độ thi công các dự án. Có hạn chế ở cái tình hình giải ngân của Bình Phước năm nay á, cũng giống như các địa phương. Thứ nhất là thời gian đã thực hiện để thực hiện cái việc lập thẩm định trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán thì mất hết 2 tháng. Theo Bộ Tài chính, năm 2022, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công cho 5 tỉnh gồm Vĩnh Phúc, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Phước là hơn 26.000 tỷ đồng. Đến ngày 4 tháng 5 năm 2022, các địa phương mới giải ngân được hơn 5.000 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch Thủ tướng giao.
Thì chúng tôi rất được muốn được nghe cái ý kiến của các tỉnh và các bộ ngành về những cái khó khăn vướng mắc mà hiện nay là cái lực cản để chúng ta không thể gọi là giải ngân được. Hai là giải pháp khắc phục, và thứ ba là kiến nghị với chính phủ, với các cái cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ những nút thắt này. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các tỉnh đề nghị kéo dài thời gian thực hiện giải ngân vốn trung ương theo kế hoạch 2021 sang năm 2022, sớm thông báo kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022 cho các chương trình mục tiêu quốc gia để kịp thời chuẩn bị thủ tục giải ngân kế hoạch vốn được giao và sớm có thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Sở Xây dựng Hà Nội vừa có hướng dẫn về việc bán cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Trong thời hạn chưa đủ 5 năm, nếu bên mua, thuê mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư hoặc cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định. Theo đó, về nguyên tắc bán cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, mỗi hộ gia đình cá nhân chỉ được giải quyết hỗ trợ nhà ở xã hội một lần. Người thuê nhà ở xã hội không được cho thuê lại hoặc chuyển nhượng dưới mọi hình thức trong thời gian thuê nhà theo hợp đồng đã ký. Người mua thuê nhà ở xã hội không được phép thế chấp, không được chuyển nhượng nhà ở trong thời gian tối thiểu 5 năm và chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai. Thời hạn chưa đủ 5 năm, nếu bên mua, thuê mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư hoặc cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng thời điểm. Bộ Công Thương đang xây dựng lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại, trong đó có đề xuất phân loại siêu thị và trung tâm thương mại. Theo đó, cơ sở kinh doanh thương mại được gọi là siêu thị và phân hạng siêu thị nếu có địa điểm kinh doanh phù hợp với quy hoạch và có quy mô cách thức tổ chức kinh doanh đáp ứng các tiêu chí cơ bản của một trong ba hạng siêu thị hoặc tiêu chí siêu thị mini. Cụ thể, với siêu thị hạng 1 là siêu thị kinh doanh tổng hợp, phải có vị trí thuận lợi cho việc tiếp cận, mua bán hàng hóa, có diện tích kinh doanh từ 3.500m2 trở lên, kinh doanh nhiều ngành hàng, mặt hàng, doanh mục hàng hóa kinh doanh từ 20.000 tên hàng trở lên. Siêu thị hạng 2 là siêu thị kinh doanh tổng hợp, có diện tích từ 2.000m2 trở lên, kinh doanh nhiều ngành hàng, mặt hàng, danh mục hàng hóa kinh doanh từ 10.000 tên hàng trở lên. Siêu thị hạng 3 là siêu thị kinh doanh tổng hợp có diện tích từ 500m2 trở lên, kinh doanh nhiều ngành hàng mặt hàng, danh mục hàng hóa kinh doanh từ 4.000 tên hàng trở lên. Ngoài ra, siêu thị mini có diện tích kinh doanh từ 80m2 trở lên, danh mục hàng hóa kinh doanh từ 500 tên hàng trở lên. Chuyển đổi số để tạo ra hiệu ứng tích cực hơn đang là xu thế trong mọi lĩnh vực và đặc biệt là trong sản xuất kinh doanh. Trước lợi ích, hiệu quả ngày càng lớn của công nghệ số, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số ở mọi khâu hoạt động. Thế nhưng kỳ vọng và hiện thực vẫn là khoảng cách lớn, vì chuyển đổi số không chỉ đòi hỏi thay đổi nhận thức, mà còn phải có nguồn kinh phí đúng mức để đầu tư hạ tầng và thiết bị. Ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đại dịch COVID-19 gây gián đoạn trong cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng bá, nên hiện nay công ty này mới bắt đầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giao dịch với khách hàng. Các visit điện tử được thay cho các visit giấy giúp công ty kết nối với khách hàng thuận tiện, nhanh chóng hơn. Trong một lần tôi có đi gặp đối tác thì họ có sử dụng một cái thẻ thông minh và chứa những cái thông tin, và từ đó tôi thấy nó rất là tiện dụng và tôi đã phát triển cái sản phẩm đó. Thích ứng với bối cảnh phòng dịch COVID-19, công ty dịch vụ tài chính kế toán thuế này đã thực hiện dịch vụ khai báo thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Liên quan tới các cơ quan thuế nhà nước hay liên quan tới các công ty bảo hiểm, và hiện tại chúng tôi đang quản lý các cái đơn hàng cũng như các cái hoạt động kế toán thông qua hình thức chuyển đổi số. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 14.000 doanh nghiệp, 98% doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dịch COVID-19 tác động nặng nề đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng lại là cú hích chuyển đổi số mạnh mẽ trong các doanh nghiệp để hạn chế tiếp xúc, hạn chế đứt gãy chuỗi cung ứng, tiết giảm chi phí giao dịch trực tiếp. Tuy nhiên, tiến độ chuyển đổi số của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chậm do chi phí cho chuyển đổi số tương đối cao.
Bởi chuyển đổi số thành công, các doanh nghiệp cần đầu tư về hạ tầng và nhiều điều kiện, cần có nguồn nhân lực am hiểu, làm chủ được công nghệ. Cái khó của cái việc đưa công nghệ vào chính là tìm ra được, hay là nói một cách khác là có sự chuẩn bị về nguồn lực để mà sử dụng, vận hành và ứng dụng nó. Quan trọng nhất là chúng ta phải chọn bắt đầu từ đâu, đánh giá như thế nào, hiện trạng hiện nay của doanh nghiệp như thế nào, doanh nghiệp đang ở trong giai đoạn nào của quá trình số hóa, thì sau đó từ từ chúng ta mới xây dựng ra được một cái khung, gọi là khung chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Năm 2022, Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu 30% trong tổng số các doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh. Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình, kế hoạch phù hợp với năng lực, đặc thù doanh nghiệp. Các sở ngành chức năng của tỉnh cũng cần có cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các nền tảng số và quản trị doanh nghiệp, tạo dựng hạ tầng công nghệ và an ninh mạng. Sang dịch vụ du lịch bằng trực thăng ngắm thành phố từ trên cao, trải nghiệm du lịch du thuyền trên sông Sài Gòn chính là sản phẩm du lịch điểm nhấn trong năm 2022 trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng chương trình Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn, Welcome to Hồ Chí Minh City. Là một trong những khách hàng đầu tiên được trải nghiệm tour ngắm Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông bằng du thuyền hạng sang. Những trải nghiệm mới mẻ cùng các dịch vụ cao cấp ở loại hình tour này đã khiến chị Ngôn và nhiều du khách thấy thích thú, bất ngờ và hãnh diện. Công dân ở thành phố có một cái hãnh diện là mình được hưởng một cái hình thức du lịch mới để trải nghiệm, để có thể hòa nhập lại bước tiến của các nước, cũng có du thuyền, cũng có hưởng dịch vụ tiếp đãi ở trên du thuyền mà rất là nồng hậu. Mình lại có một cái sông Sài Gòn đẹp mà hiền hòa như vậy, mà thành phố mình càng ngày càng phát triển hai bên sông, mình những nhà cao tầng thì hãy nhìn, các em nhìn thấy bên đây rất là đẹp, mà nếu không có cái tour này thì rất là phí. Tour du thuyền mới ra mắt này đang được chào bán với giá gần 2 triệu đồng một khách. Thời gian tham quan là 150 phút. Du khách được nhìn ngắm những biểu tượng đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh như cột cờ Thủ Ngữ, bến Nhà Rồng, cảng Tân Thuận, Landmark 81, Thanh Đa, sau đó ngắm toàn cảnh thành phố lên đèn. Du khách sẽ có cái nhiều hơn cái cơ hội để tìm hiểu thêm về những dịch vụ của du thuyền là gì, và từng bước chúng tôi sẽ nâng cấp thêm cái chất lượng dịch vụ với những du thuyền đẳng cấp cao hơn, từ 4 sao đến 5 sao. Đặc biệt là trong giai đoạn chúng ta mở cửa và đón khách quốc tế thì đây là một sự chuẩn bị rất là cẩn thận để đón khách quốc tế với những sản phẩm thực sự là khác biệt và đặc biệt, mang dấu ấn riêng của Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là chúng tôi kỳ vọng sẽ mang đến cho du khách những cái khám phá mới mẻ về Thành phố Hồ Chí Minh ở nhiều góc độ. Nếu du khách đã từng trải nghiệm City Tour Thành phố Hồ Chí Minh bằng phương tiện hop on hop off thì chúng tôi sẽ mời gọi du khách trải nghiệm ngắm Thành phố Hồ Chí Minh, có một City Tour từ bằng phương tiện trực thăng và ngắm Thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao. Và tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với du khách những cái City Tour bằng phương tiện đường thủy, bằng phương tiện du thuyền trong thời gian tới. Cùng với tour trực thăng, tour du thuyền trên sông Sài Gòn là những sản phẩm du lịch mới lạ của Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào phân khúc du khách trung và cao cấp, góp phần nâng cao hình ảnh, giá trị du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nông sản Việt bao năm nay vẫn phụ thuộc khá nhiều vào thị trường Trung Quốc, khiến người nông dân luôn ở trong trạng thái bị động, chịu thiệt thòi mỗi khi thương vào một mùa. Giải pháp nào tháo gỡ? Nội dung được đề cập trong bản tin Dòng chảy cuộc sống vào 1 tháng 5 năm 2022.